Ngoài ra đến với Today Fan của website Today TV thì quý khán giả cũng có cơ hội được tham gia những cuộc thi diễn ra định kỳ trong hàng tháng với những giải thưởng và những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh đó, quý khán giả có thể gửi những câu hỏi cho những diễn viên, những nghệ sĩ mà mình yêu thích. Việc thực hiện website Today TV đó cũng là một chiến lược thương hiệu lâu dài của kênh truyền hình của chúng tôi. Và hơn thế nữa, trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thành lập văn phòng đại diện ở khu vực phía Bắc, cụ thể là tại thủ đô Hà Nội. Thông qua đó, chúng tôi sẽ rút ngắn khoảng cách cũng như nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn đối với khán giả ở khu vực miền Bắc. Có thể nói, với những nỗ lực không ngừng của những người làm truyền hình của kênh Today TV, quý khán giả đã có thêm nhiều sự lựa chọn mới rất thiết thực phục vụ cho việc giải trí của cuộc sống. Quý khán giả hãy ghi nhớ địa chỉ trong web www.todaytv.vn và đừng bỏ lỡ các cuộc thi rất thú vị thường xuyên được cập nhật của Today TV. Today TV tự hào mang đến hàng loạt chương trình đặc sắc và thú vị, tạo ra một không gian giải trí thăng hoa đầm ấm đến từng màn ảnh nhỏ của từng gia đình người dân Việt Nam, chăm chút cho cuộc sống hiện đại của bạn. Đây được xem là một trong những nỗ lực rất lớn của Today TV trên con đường chinh phục đỉnh cao của truyền hình giải trí, ngày một hoàn thiện hơn và xứng đáng với câu khẩu hiệu Today TV, thế giới của bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, thông qua trang web www.todaytv.vn thì chúng tôi đã phát động rất nhiều những cuộc thi thu hút đông đảo quý khán giả tham gia. Đặc biệt nhất là mỗi lần truy cập vào trang web này thì quý khán giả đã trở thành những thành viên đặc biệt của Today TV. Trong chương trình Today How ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng ghé thăm gia đình của một khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như quý vị và các bạn, họ đã luôn là thành viên trung thành của kênh Today TV và trang web www.todaytv.vn trong thời gian vừa qua. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đúng như đã hẹn, dù trời có mưa, nhóm phóng viên Today TV vẫn tới thăm gia đình hai bạn Trần Nguyễn Thị Diễm Châu và em gái Diễm Thúy, là khán giả của Today TV từ những ngày đầu tiên. Khi chúng tôi tới thì cũng vừa lúc Diễm Châu tan sở về. Vui vẻ chào hỏi rồi Châu lại đi nhanh vào bếp và thể hiện vai trò của người con lớn trong gia đình. Ngoài việc theo dõi thường xuyên kênh truyền hình Today TV, thì hai chị em Châu và Thúy còn là thành viên tích cực trên trang web todaytv.vn. Việc tham gia một cách nhiệt tình các hoạt động trên website đã mang lại nhiều điều bổ ích cho các bạn và được Today TV đánh giá rất cao. Từ khi mà em tham gia chương trình Today TV thì có những lúc mà em đi làm không thì em có thể lên mạng xem lại phim, cũng như là có những cuộc thi rất là thú vị và em cũng đã được nhận được những phần quà hấp dẫn. Em cũng bất ngờ tại khi nghe chị Thông nói là hai chị em được trúng món quà của bên Today TV. Tuy món quà đó nó nhỏ nhưng mà thấy cũng rất là vui. Gia đình có 4 người nhưng cả 4 người đều mê xem các bộ phim của Today TV, nhất là các bộ phim truyền hình nhiều tập và phim Hollywood. Trong mỗi bữa cơm là lúc cả gia đình quây quần để thể hiện tình yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Và đây cũng là lúc cả gia đình cùng giải trí với các chương trình yêu thích trên kênh Today TV. Em muốn góp ý là Today TV nên có thêm nhiều chương trình ca nhạc hơn, phù hợp với lứa tuổi tụi em. Khai thác những phim hành động, tình cảm, lôi cuốn khán giả hơn. Có hai chồng già tôi về hưu, những nhảnh lúc rảnh rỗi hai chồng tôi coi, vì nó phát sóng những chương trình rất đặc sắc và hay. Và tôi đang coi theo dõi cái phim là Vượt Ngục, Đài Nên Có. Thứ nhất là phỏng vấn các người nổi tiếng và các trò chơi truyền hình và những chiếu thêm những cái phim Hàn Quốc nổi tiếng của Hàn Quốc. Tạm biệt mái ấm của một trong những thành viên kênh Today TV, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động vì những tình cảm nhiệt thành của gia đình đã dành cho. Hơn thế nữa, một cảm xúc dâng trào trong mỗi chúng tôi khi ý thức được rằng hiện nay Today TV đã thực sự là ngôi nhà chung của khán giả cả nước. Thưa quý
quý vị và các bạn, gia đình em Châu chỉ là một trong hàng ngàn quý khán giả hiện đang là thành viên tích cực của Today TV. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình của kênh truyền hình Today TV, rất xúc động khi đón nhận những sự quan tâm nhiệt thành này của quý khán giả. Mong rằng những tình cảm này của quý vị khán giả sẽ luôn vẹn nguyên dành cho các chương trình trong tương lai của Today TV. Và quý vị hãy coi Today How như ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, những người yêu thích truyền hình. Và đến đây thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình Today How lần sau.